iPhonecast Duy Tùng Bắc Giang xin kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 15 tháng 5 năm 2023. Hôm nay mình đóng đơn hàng cho bạn Đinh Công Chiến ở Linh Bình. Của bạn là phụ kiện máy iPhonecast. Đơn thứ hai là của bạn Bùi Văn Tuyên ở Giao Thủy Nam Định. Của bạn là lấy phụ kiện máy iPhonecast. Lục giác này, dây cao su này, dây cao su vải bố này và dây hơi. Mình đóng hàng cho các bạn. Đây của bạn Đinh Công Chiến Linh Bình này. Đơn thứ hai là của bạn Tuyên này. 10 mét dây hơi. Dây mét dây hơi đây nhé. Dây hơi là dây Kali của Đài Loan các bạn nhé. Hàng này thì bền lắm. Đây là 60 phân này, gạch 60 này. 2, 4, 6 này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 60, 60 6636742 cho thêm 7 nữa. 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. 5 này. 6 này. Thừa 20 phân. Cái dây này nó chịu áp 12,5 thoải mái. Áp suất 12,5 thoải mái. Cứ hơn 12 cân cũng không sao. Dây kém hơn thì nó sẽ bị lỗ. Dây này các bạn mà để dây này kết nối từ bình hơi, từ bình nén khí đến cối phun cát. Nếu mà các bạn không để ra ngoài trời ấy, thì nó rất là bền. Nếu mà ra ngoài trời thì tác động của ánh nắng mặt trời thì nó làm cái dây này nó nóng lên này. Đấy, mà cái hơi ở trong bình nó nóng lên thì nó sẽ giãn lở, thì nó sẽ nhanh hỏng. Các bạn treo lên 10 mét dây này, 3 mét dây hơi, 3 mét dây cao su vải bố D12 5 lớp. Đây, hàng nó như này, dày lắm, 3 mét. Sáu 22, 63, 18. 64, 24, 65, 30, 3 mét. Các bạn cứ, nếu mà bắn bia mộ, các bạn cứ lấy 3 mét là thoải mái. Loại này thì siêu siêu bền. Không phải là bền mà là siêu siêu bền. Cái này là mình đặt riêng cho mình nhé. Ở ngoài thị trường là không có. Ngoài thị trường phần lớn là từ 10 bát. Cái hàng 10 bát này, cái hàng của mình là hàng 20 bát này. 20 bát thì nó có là 2 lớp bố này, 3 lớp bố này, 4 lớp bố này. Hàng 5 lớp bố này là hàng đặc biệt. 5 lớp bố là hàng đặc biệt. Bây giờ hàng của mình lấy toàn hàng tốt đi. Toàn phụ kiện tốt đấy để cho khách hàng dùng cho nó bền. Hàng tốt nhưng mà chất lượng tốt nhưng mà giá thì bằng một lửa so với những cái chỗ khác bán, những chỗ khác mà bán. Ngày xưa mà các bạn mua thì các bạn bảo biết rồi. Mua chỗ khác nó rất là đắt.
giá của mình bán, nhất là những bạn nó mua hàng bên mình ấy, mua máy nén khí này, mua cối này, thì sẽ lại được cái giá nó ưu đãi hơn. Những bạn mà mua cối chỗ khác thì thường là mình cũng không để cho cái giá hữu nghị được. Thứ hai nữa là nó về lắp nó cũng hơi không phù hợp. Qua bán cho một bạn thành phố Hồ Chí Minh, bạn mua cối 100 lít. Nếu mà bạn bình thường là sẽ có nhiều chỗ là họ không bán phụ kiện nên là không dám mua. Chỗ mình thì phụ kiện thì bán kèm theo, nên là khi các bạn thiếu thì các bạn sẽ có phụ kiện. Vì dùng không cái gì dùng là bền mãi mãi được, bởi vì nó thời gian, sau thời gian thì nó sẽ hỏng hóc, thì nó sẽ có cái để thay thế. Mùa hè rồi, mùa hè, mùa lắng, mùa xa vắng, mùa phượng, mùa thi, mùa chia ly. Ok, bây giờ mình sẽ còn thời gian, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm đấy luôn, làm bia luôn. Nay mình làm cho các bạn hai cái bia men đây, cũng vừa nhận khách vừa nhận này. Bia men 30-40, nhiều bạn hỏi bảo làm bia men như thế nào thì có dễ không, thì các bạn có phải mua máy in bia men không, thì các bạn không phải in, thì cái phôi này nó có sẵn rồi. Cái phôi này thì lấy mất 50.000, 30-40 thì mình làm cho khách mình lấy 300.000, hai cái là mất 600.000. 600.000 thì mình chỉ mất 100.000 tiền phôi thôi. Bây giờ mình sẽ đánh xong mình làm cho các bạn xem luôn nhé. Đây men đây các bạn này, lấy 50.000 cái phôi in sẵn như này rồi đấy. Cái in này thì lại không phải là in bằng máy nhé, cái này là in in phôi, in tay, in lưới, sau đó là cho lung. Comba đây, máy đây, Mimaki CG60ST, hàng này thì đẳng cấp này, đấm nút này là để đo ngang cái chiều, nó ngang chiều này của đề can này. Các bạn lau sạch đề can. Cho lùi lại chút này, lùi đề can này, cắt nó đỡ tốn này. Enter xong. Comba. Xem là chữ nó có cắt được chưa không này. Ấn được cái này, ấn lùi lại này, xem này, cái led cắt. Để cho các bạn xem cái phôi này. Cái phôi này thì in bằng gạch men. Đây. Pride Marie in Việt Nam. Đấy, Made Việt Nam. Xong rồi dán vào đây. Dán vào đây, sau đó là dán vùng quanh và bắn, xong mình bắn cho các bạn xem luôn. Đây khách đặt cẩn thận còn ghi này. Phần mộ này. Cụ bà Trần Phan mất ngày mất 28/11. Nằm gạch men. Đây là họ lấy bằng cái 30-40 này. Đây. Gạch men thì mình lấy 600.000, hai cái là các bạn mua cái này về các bạn làm thêm cả quảng cáo được nhé. Đây là mua bộ máy, đây mình mua cái
cái máy in này C5210, bây giờ cái máy này là rất là bền, đầu phun nó rất bền. Nó chỉ có cái là cái cảnh báo này các bạn phải nhớ là khi không được cập nhật cái phần mềm đấy, không được cập nhật phần mềm của hãng. Bởi vì sao? Bởi vì nó dùng chip mực ngoài là mua 250.000 lít, còn mực của hãng mà mực chip cũ thì nó là 800.000 lít. Thì mình dùng mực ngoài này thì mình sẽ phải không cập nhật cái phần mềm, cập nhật phần mềm cái thì nó lại không cái chip nó không nhận, thì các bạn lại phải mua key ngoài. Thì nếu mà trong hãng thì nó lấy 50 đô cơ, bằng 1,2 triệu. Các bạn mua key ngoài chui thì nó hết tầm độ 700 đến 1 triệu thôi. Thì các bạn in cái thiếp cưới này, nó lãi vô cùng luôn. Thiếp cưới này thì nó chỉ có đây, ví dụ như thiếp cưới đây có một cái thiếp như này, các bạn lấy được khách 5.000 cái, mà lấy như cái này chỉ hết có 700-800, chưa hết 1.000 cái, các bạn được 4.000. 100 cái là có 500.000, thì các bạn được 400.000. In thì mèo cái xong đấy, máy đã cắt xong rồi. Đây các bạn kéo ra cái rãnh này, các bạn cắt này. Xẹt này ra xong, tắt nguồn đây. Đó. Rồi mình sẽ dán ở đây cho các bạn xem nhé. Dán vào làm trực tiếp luôn nhé. Nay lại bắn cát xây dựng cho các bạn xem mà bắn luôn được cửa nhé. Làm cho các bạn xem để thấy rằng là bên mình là vừa bán hàng này vừa dạy nghề. Các bạn bình thường đi học nghề này là mất 20 triệu rồi, đây dạy miễn phí. Dạy miễn phí lại hướng dẫn cách làm. Đây, vẫn là cách cũ này các bạn nhé. Mình hướng dẫn các bạn như vẫn cái cách cũ như này. Nhất là các bạn cắt một phần ra này. Đấy, xong xé. Xé vòng quanh. Xé vòng quanh sau đó các bạn đặt vào. Đấy. Cái này thì làm bia men này thì nó lại khác với cái bia đá, cái là phải cắt hết. Bia men này chỉ cắt chữ cái phần đen này thôi. Còn cái phần này có họa tiết nó có sẵn rồi. Chút nữa chỉ lấy đề can ta dán lên trên là xong thôi. Dán lên kín, phủ kín là xong thôi. Đây đặt vào nó sẽ đúng khổ của nó như này. Dán cái này vào đây trước. Cách dán như nào? Cách dán là lột ra tầm độ 5 cm, xong rồi dán trực tiếp vào. Đây, lột ra này. Cái này làm quen thì nó rất nhanh thôi. Đấy. Tầm độ 3 đến 5 cm, xong các bạn vuốt một cái này. Các bạn đặt vào khít này. Đặt điều chỉnh này. Điều chỉnh cho nó cân hai cạnh bên dưới là xong. Đấy, vuốt này cái này. Xoay sang. Xoay sang các bạn lại tiếp tục. Cứ làm độ 3 lần là xong. Cái này thì nếu làm quen thì làm rất nhanh. Đây mình hướng dẫn các bạn, mình cứ làm chậm chậm thêm một chút như này để cho các bạn nhìn nó rõ hơn thôi. Nhưng nếu làm quen rồi thì vuốt cái này là xong rồi. Đấy, vuốt cái này cái xong là bóc chữ ra. Cụ bà. Để nghiêng cái này cái thì nhìn nó sẽ dễ hơn.
cụ bà Trần. Xong thì sẽ dán vòng quanh kín. Để lau sạch cái bề mặt này nhé. Cái này cũng xé như thế tương tự. Này, nhiều bạn mà bảo sao không lấy kéo cắt, kéo cắt thì nó lâu hơn là xé này. Những cái này là phần lớn là mình tự làm lâu xong mình nghĩ ra thôi, chứ không có cái sách nào, sách là hướng dẫn là phải cắt hay xé như nào. Thì các bạn cắt theo khuôn như này rồi các bạn xé ra thì dán vào cái thì nhìn nó sẽ dễ hơn. Cách dán này thì nó là cái cách dán của quảng cáo ngày xưa. Ngày xưa thì quảng cáo thì dán đề can vào sản phẩm nào thì cũng phải xịt, xịt nước này, sau đó là dán này. Thì ngày xưa là quảng cáo chủ yếu là cắt đề can dán là nhiều. Cụ ông bên kia, cụ bà hay cụ ông. Những video này mình thường mình làm rất cẩn thận để cho các bạn mới vào nghề, các bạn xem các bạn sẽ thấy được cái cách làm nó hiệu quả như nào. Một số bạn làm lâu năm rồi thì dán nhanh, thấy mình dán như này này cho rằng mình dán chậm thì hay có cái nhận xét nó không đúng. Ví dụ như nhận xét làm thế sao hướng dẫn, nhưng thực ra thì rất nhiều ý kiến. Mình mà nếu mà đi thi mà mình làm thì mình làm rất nhanh, nhưng mà làm chậm rãi này cho các bạn xem. Vấn đề là để mang giá trị đến cho cộng đồng, nhiều người cũng biết làm, các bạn kiếm được miếng ăn nó dễ dàng hơn. Dương văn mạch. Nếu mà nó dính nước thì nó sẽ không dính lắm. Nhưng mình hướng dẫn các bạn cái cách dán. Cái dán thứ nhất ấy là dán phủ đề can lên ấy. Thì sau lên đá, sau các bạn cứ lấy những cái tấm đấy các bạn lại dán lên những cái tấm này được. Đây có những cái đề can thừa này, tận dụng những cái đề can thừa này dán nó lên. Các bạn cắt những cái đề can thừa này đi ở cái dòng sườn này này, để làm sao để cho nó khi các bạn nó đỡ bắn cái đề can này vào cái lẫn vào cái cát. Này thì không cần phải dán đẹp mà chỉ cần dán kín vào thôi.
quan trọng nhất là mà nó dính chặt vào. Vì sao? Vì cái gạch men này nếu các bạn lau mà nó có ẩm nước thì nó sẽ không dính chặt. Dính như này, dán như này thì nó sẽ dính chặt cái này là can này vào vào gạch men, vào đá. Mang cái này ra mình bắn cho các bạn xem luôn. Đây mình tủ ở ngoài này, cối đây, cối để sẵn này rồi. Đây, cối đây các bạn này, cối 30 lít này, cho cái này vào đây này. Đóng vội hơi đằng sau cái nào ơi. Đây cái thứ hai đây nha. Cái này thì nó lại không cần nhiều hơi. Cái này thì bắn chỉ cần hơi, chỉ cần 2 cân là bắn được rồi. Đây mình lấy cát xây dựng luôn này. Đây như nhà đang làm đây thì mình lấy cát xây dựng mình làm luôn đây, cát xây dựng như các bạn nhé. Cát này thì có 200.000 khối. Bắn cho các bạn xem. Làm các bạn mở sẵn cái này 1/2 này, tay cầm ấy, các bạn mở sẵn cái này 1/2, cho hơi vào 3 cân này. Đó, mở cát ở đáy này, cát ở đáy các bạn mở ít thôi, nó ra là được, kêu rè rè là được. Đấy, các bạn nhìn này, bắn đến đâu nó trắng đến đấy là được luôn. Làm cái này thì trong vòng nửa phút chứ không phải 1 phút. Cắm trắng ra là được thôi, cắm trắng ra cái xong bóc đồ can ra là xong. Thế là xong rồi đấy. Bắn này nó rất là nhanh. Này thì các bạn thấy có lên đầu tư không? Lên đầu tư để chuyển nghề làm bia mộ. Tại sao thấy những nhà làm bia mộ người ta lại nhanh giàu thế? Nó chính ở đây.
xong thì các bạn tắt cát trước đi, tắt cái này đấy, các bạn xịt để cho nó sạch cái tấm bia, nó cho nó hết cái hơi ở trong bình ra, hết hơi trong bình ra là xong. Đây là hết hơi bình này luôn. Đây mình bắn cát xây dựng này. Cát xây dựng nhưng mà không bụi các bạn nhé. Thì đây mình làm cái hút bụi ra đây rồi. Đây là cái hút bụi ra đây rồi. Thì toàn bộ cái cát này nó hút bụi lại hút xuống đây hết. Ngồi ngoài này bắn kính ở đây. Cứ lâu lâu là phải thay kính. Lâu lâu phải thay kính cho trong. Đây trong này thì làm một cái hút bụi ra kia, như là bóng điện thế là xong. Đây cát này toàn cát xây dựng đấy các bạn này. Đấy, toàn cát xây dựng thôi. Bây giờ bóc ra cho các bạn xem là xong. Bóc ra là thu tiền thôi. Đấy bây giờ bắn cái này rồi thì giờ bóc cái đề can này ra cái là xong thôi. Cái này thì nó rất dễ rồi, bóc nhẹ cái là xong, không cần phải dao. Cái bên trên này thì cái miếng to này các bạn nếu mà cần thiết các bạn có thể là lại để lại để dùng tiếp được. Bạn nào mà tiết kiệm mà đề can thì các bạn lại dùng tiếp được. Đây những cái miếng to này có thể lại dùng tiếp được, vì những bạn mới làm nghề là tiếc hay tiếc, mà làm lâu rồi thì chả tiếc, bởi vì làm hai cái bia này là kiếm 500 thì đơn giản, thì có mà 20.000 một mét đề can này có mà bằng 20 mét rồi, 25 mét rồi. Cối của mình bắn đầu vào xe máy lại bắn tốt như thế mà các bạn không phải dùng máy nén khí lớn. Thì mình lắp cho các bạn cái cho nó phù hợp để các bạn bắn làm sao cho nó không phải đầu tư nhiều. Đấy như này là xong này. Đá thì càng sâu càng tốt, nhưng gạch men này nếu mà các bạn làm sâu quá thì nó sẽ mất cái màu của men trắng. Cái này lung lung già lửa rồi 1.000-1.200 độ C thì nó rất là bền. Đấy, thế này là kiếm được 500 rồi. Vâng. Đấy, thế là xong rồi. Cưới cây luôn. Bạn xem sản phẩm này. Sản phẩm rất đẹp. Đấy. Chữ này. Đấy là thu tiền thôi, 500.000 hai cái, làm trong vòng bao nhiêu phút. Và nào mua thì liên hệ nhé, máy phun cát Duy Tùng Bắc Giang, số điện thoại 0915 101 180.
Xin chào tạm biệt các bạn.